Kính thưa quý đài, và câu hỏi được đặt cho tôi là cảm nghĩ của tôi như thế nào về việc bổ nhiệm mới này. Thì trước tiên thì xin cảm ơn quý đài rất là nhiều đã dành thời giờ đến với chúng tôi qua cuộc họp báo ngày hôm nay, và đặc biệt là việc bổ nhiệm mới của chính bản thân tôi tại Giáo xứ Chánh Tòa. Thì như tôi có trình bày lúc nãy và một lần nữa thì rất là vui vì được đại diện cho cộng đồng người Việt của chúng ta để nhận vai trò là tiếng Anh gọi là Rector của Nhà thờ Chánh Tòa, nhưng tiếng Việt chúng ta có nhiều cách Việt dịch lắm, có thể là cha chánh xứ hoặc là cha quản đốc hay cha giám đốc, nhưng đó là để làm sao cho dễ hiểu. Thì để nói nôm na là Rector là một vị linh mục được đại diện, được thay mặt và đại diện cho Đức Cha của giáo phận để chăm sóc và quản lý và điều hành Nhà thờ Chánh Tòa, Giáo xứ Chánh Tòa, nói nôm na là như thế. Thì đây là một cái niềm vui chung của tất cả chúng ta là người Việt tại hải ngoại, đặc cụ thể là tại cộng đồng Công giáo người Việt tại quận Cam, và cũng là một cái niềm tự hào, một niềm hãnh diện nữa, vì chúng ta đã biết rằng là tôi là vị thứ tư làm đảm nhiệm Rector của Nhà thờ Chánh Tòa. Vị linh mục thứ nhất đó là Đức ông Lê Xuân Thượng, rồi vị linh mục thứ nhì đó là cha Phạm Văn Hanh, và vị linh mục thứ ba đó là cha Đồng Minh Quang. Thành thử ra đây là một cái niềm vui chung của tất cả chúng ta mọi nơi, chứ không riêng gì tại giáo phận quận Cam. Và con tôi xin một lần nữa là xin quý ông bà và anh chị em Công giáo tiếp tục cầu nguyện cho con, và còn tất cả mọi quý vị trên bốn phương thì một lần nữa xin Thượng Đế, xin trời chúc lành cho tất cả những người Việt của chúng ta ở khắp mọi nơi, từ các lĩnh vực, từ lĩnh vực văn hóa, chính trị hoặc là tôn giáo, hoặc là tất cả các cơ quan truyền thông báo chí hoặc là cơ quan thiện nguyện, chúng ta hãy tiếp tục tự hào mình là người Việt Nam, và mình hãy làm rạng danh người Việt Nam của chúng ta. Câu hỏi của quý đại được đặt cho tôi là trong cái tương lai khi mà về đây vào ngày 1 tháng 7 tới thì nhiệm vụ của tôi sẽ làm gì, và sẽ đặc biệt là giúp gì cho cộng đồng Công giáo người Việt của chúng ta ở đây tại quận Cam. Thì xin thưa, điều thứ nhất, vai trò của vị Rector, tức là linh mục Rector, thì có 3 điều. Điều thứ nhất đó là tiếp tục điều hành một giáo xứ chánh tòa lớn nhất của quận Cam, và đặc biệt là có tầm cỡ quốc tế, vì nhà thờ kiến thường được nổi tiếng rồi. Và cái thứ nhì đó là tiếp tục gọi là giữ và duy trì những cái nền văn hóa và cái điểm đức tin mà cha Christopher trước đây ngài đã để lại. Sau khi ngài đi thì tôi có nhiệm vụ tiếp tục duy trì và phát triển. Và cái thứ ba cuối cùng đó là tiếp tục phải nói là thực hiện những cái ước mơ hoặc là những cái dự kiến, dự định của Đức Cha Van cho Giáo xứ Chánh Tòa. Tuy nhiên, là một người Việt Nam và là vai trò Rector thì dĩ nhiên chính bản thân tôi cũng sẽ đem vào trong cộng đồng giáo xứ này, cũng như là của tất cả người Việt của chúng ta, tức những gì mà chúng ta có thể làm cụ thể, như là trong quá khứ chúng ta đã có một năm có rất là nhiều lần được mọi niềm tin của tôn giáo được thể hiện qua các chương trình sinh hoạt tại giáo xứ, như là lễ lòng thương xót Chúa vào Chủ nhật thứ hai mùa Phục sinh, rồi kế đến là lễ kính các thánh tử vì đạo nước Việt Nam, rồi cái điều thứ ba đó là chương trình liên hoan nhạc thánh ca Giáng sinh, nhưng cũng không quên nói đến niềm tin thì nói đến văn hóa, đó là 3 ngày Tết cổ truyền, Tết Nguyên Đán. Thì những cái sự kiện đó dĩ nhiên chính bản thân tôi sẽ cùng với anh chị em Công giáo tại đây, cũng như là của cộng đồng người Việt của chúng ta, sẽ cố gắng thực hiện sớm nhất có thể tại Giáo xứ Chánh Tòa này, và đặc biệt là trong ngôi nhà thờ thân thương, khang trang, khả ái, và cũng như là thực hiện tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang. Chúng ta đừng quên nhé, là chúng ta mới vừa cung hiến xong Linh Đài Đức Mẹ La Vang, và mỗi một tháng vào thứ bảy đầu tháng chúng ta đều có thánh lễ tại đó, và không những thánh lễ tại đó mà chúng ta còn có tất cả những
các cái chương trình rất là phong phú. Thành thử ra đừng quên, ngày bắt đầu nhiệm sở của tôi là ngày 1 tháng 7, đó là ngày thứ 6, thì cũng là lần đầu tiên giáo phận quận Cam và cùng với cộng đồng người Việt chúng ta tổ chức Đại hội Thánh Mẫu La Vang tại đây luôn. Thì xin quý vị khắp nơi cũng như là quý ông bà và anh chị em chúng ta trở về đây vào cái ngày thứ 6 và ngày thứ 7 đó, để chúng ta cùng nhau thấy được cái sự lớn mạnh và phát triển trong niềm tin cũng như tôn giáo của chúng ta tại cộng đồng người Việt này. Và ngài vừa mới kỷ niệm 5 năm được gọi là lên chức giám mục. Thành thử ra chúng con là người Việt ở đây, chúng con rất là vui mừng khi nhận được tin Đức Cha Thành về với chúng con. Và sau 5 năm ở tại đây và cũng như là trong tương lai với ngài, thì con tin chắc rằng chúng ta được sự hậu thuẫn của Đức Cha Thành, sự ưu ái của ngài, thì cộng đồng công giáo của chúng ta ngày một tiến mạnh, đặc biệt là mọi việc diễn ra tại nhà thờ Chánh Tòa cũng như là tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang. Vậy xin Đức Cha Thành có cảm nghĩ gì về những tương lai hoặc là con cộng tác với Đức Cha? Trước tiên xin chúc mừng cho Bảo đã được cái chức vụ rất là quan trọng trong địa phận Orange của chúng ta. Và cũng như cha đã nói trong cái bài chia sẻ của cha, đây là một cái niềm hãnh diện không phải chỉ cho những người thuộc cộng đồng công giáo Việt Nam của chúng ta địa phận Orange, mà cho tất cả những người Việt Nam ở trên toàn thế giới, nói lên cái sự trưởng thành, nói lên cái sự tăng trưởng về đức tin và đạo đức của những người lãnh đạo cộng đồng công giáo Việt Nam, để có thể lãnh được những cái trách nhiệm quan trọng như thế này. Thành lại một lần nữa chúc mừng cho Bảo. Và theo cái kinh nghiệm của tôi mà biết được cho Bảo, thì tôi thấy đây là một cái bài sai quá tốt đẹp. Từ đi hành hương với cha, rồi làm việc Linh Đài Đức Mẹ La Vang với cha, xong rồi cha còn kêu tôi tới San Cecilia làm việc này làm việc kia. Thành ra tôi biết được ngài rất là thông minh, ngài rất là giỏi về vấn đề lãnh đạo, leadership. Và tôi thích một cái điều nơi ngài là có cái khiếu, có cái khả năng là nếu mà ai mà hai bên mà chống đối với nhau là cha vô cha giải hòa một cách rất là hay, rất là tuyệt. Mà tôi cần cái đó, mà nhất là cộng đồng công giáo Việt Nam của chúng ta lại cần cái đấy. Là cần cái đấy để làm gì? Để mà được hiệp nhất với nhau. Và như quý vị biết là khi tôi về đây á, thì đương nhiên là mình làm theo cái chương trình của Đức Cha Ven, ngài là cái boss, thành ra mình phải nghe. Nhưng mà lòng vào cái công việc làm đó, thì tôi muốn cho cộng đồng công giáo Việt Nam của chúng ta, một cây làm chẳng lên non, ba cây chùm lại thành hòn núi cao. Và tôi nghĩ là cha Bảo với cái tài năng hòa giải của ngài, chắc chắn cộng đồng công giáo Việt Nam của chúng ta càng ngày không phải là chỉ có 3 cây mà tới 100 cây chụm lại. Và nếu như vậy thì bảo đảm là cộng đồng công giáo Việt Nam của chúng ta sẽ sáng chói như cái lời của Robert Schuller là shine the light of Christ to order. Mà cái ánh sáng Đức Kitô mà với 100 cây của chúng ta ở cộng đồng công giáo Việt Nam thì bảo đảm sai ra không phải chỉ có trên nước Mỹ mà trên toàn thế giới. Amen. Hallelujah. Thưa Đức Cha, thì Đức Cha thấy là Linh Mục Bảo sẽ phải đối diện với những cái khó khăn nào và sẽ có những cái gì, những cái gánh nặng nào sẽ mà Đức Cha, mà cha Bảo sẽ phải đối mặt mới nào? Là một cha xứ mới, là phải đương đầu với công việc của một cái giáo xứ mới. Là cái đó là cái khó khăn của một cha xứ mới. Thế nhưng mà tôi đã nói rồi, cha Bảo là một con người rất là flexible, một con người là people pleaser, thành ra coi như là dễ dàng đi vào trong lòng, trong cái đời sống của người giáo dân ở cộng đoàn Christ Cathedral. Với hơn nữa kinh nghiệm của cha ở San Cecilia cũng đã làm việc với ba sắc dân rồi, phải không? Là Mỹ, Mễ và Việt Nam. Ở đây thì cũng Mỹ, Mễ, Việt Nam thêm Đại Hàn nữa, cha phải học rồi tiếng Đại Hàn. Thì chắc chắn thì tôi thấy là coi như với thời gian thì cha sẽ coi như là adjust
gọi như là hội nhập vào trong cái cuộc sống và mục vụ của cái giáo xứ Christ Cathedral này rất là tốt đẹp. Tuy nhiên vất công công việc nào thì mình cũng cần có ơn Chúa và sự trợ lực của giáo dân. Thì tôi cầu nguyện để cho cha Bảo với cái hồng ân của Chúa và cái sự trợ lực của giáo dân, cha Bảo sẽ làm cho cái giáo xứ Christ Cathedral này, như tôi nói trong cái lời dẫn nhập, là một nơi đem nhiều người đến với Chúa Kitô, và cũng từ đây là một nơi đem Chúa Kitô đến cho những người chung quanh, chứ không phải chỉ có nơi này.